không hả? Quỳnh nặng quá làm không nổi đâu. Đi đây, đây Phật thả đi, thả mỗi ngày rồi. Đi đây Phật. Anh chờ là cái thằng ngã ba nè anh Vũ. Hả? Chờ lúc ngã ba nè. Ok. Thôi về xong nha. Sao năm người mà anh gì đẹp thật, mình không biết bơi. Thôi đừng có bê nữa, không có nổi đâu. Múc bớt đi, múc bớt đi. Không nổi, đừng cố gắng. Tại vì em bê lên có nước thôi, nó sẽ bị trễ. Không, bây giờ múc đi, múc đi. Nặng lắm. Hai người xuống dưới đi. Không phải, không bây phải, giờ mình cứ múc. Cái tay này kéo được, nhất định kéo được mà. Oh,